Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một căn biệt thự mini với diện tích ngang 8 sâu vào 14 mét, thiết kế một trệt, hai lầu, nằm trên trục đường chính Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Căn biệt thự mini của chúng ta ngày hôm nay thì có hướng chính đông bắc, thiết kế có khu vực nhà đậu xe riêng biệt, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, một phòng ngủ dành cho người già và 5 phòng vệ sinh. Hướng chính là hướng đông bắc, căn nhà đang nằm trên hẻm một trục một xẹt của đường Phạm Văn Chiêu thuộc quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự mini có nhà xe hơi riêng biệt nha quý vị. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà này. Mặt tiền căn nhà được thiết kế theo kiểu biệt thự mini mái Thái, thiết kế rất là đẹp. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền và con hẻm vào nhà mình thì chúng ta sẽ có một hẻm một trục một xẹt của đường Phạm Văn Chiêu ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, đường tầm 5m nha quý vị. Đường xe hơi vào trong nhà và đậu trong nhà luôn. Một căn nhà phố rất tuyệt vời đang được chào bán với giá chỉ hơn 97 tỷ một tí thôi. Quý vị có bác đang có nhu cầu tìm mua nhà đẹp giá tốt thì hãy đến với Hùng theo số hotline 0918178647. Quý vị thấy nhà đậu xe rất là rộng này, quý vị đậu vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ và chỗ này quý vị còn có chỗ để chúng ta giặt quần áo ở đây nữa nha mọi người. Căn nhà phố rất đẹp, một căn biệt thự mini, chính chủ xe ở này cần tiền bán gấp với lối kiến trúc tân cổ điển tặng kèm full nội thất bên trong. Căn nhà này thì có lớp cổng gỗ gõ đỏ này, đi vào lớp cửa chính. Dưới tầng trệt là không gian phòng khách bên ngoài và phòng bếp cũng như là một không gian phòng ngủ. Nhà đầy đủ nội thất tặng kèm nên quý anh chị cô bác mua thì chỉ việc xếp vali quần áo về ở thôi. Không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có bàn phòng bếp thì chúng ta sẽ có bàn ăn 6 ghế này, tủ bếp trên dưới, khu vực để bếp âm, bồn rửa chân bát, tủ lạnh LG và bên trên thì có đèn trần, đèn LED rất là đẹp. Căn biệt thự mini của chúng ta ngày hôm nay thì được chủ nhà xây mới 100% và xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Với tầm tài chính 7 tỷ, hơn 7 tỷ, quý vị của bác đang tìm một căn nhà rộng có phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người già như thế này thì đến ngay với căn nhà hướng đông bắc này nhá. Phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người già thì quý vị sẽ có giường ngủ 1m8, chân ga gối nệm và cửa sổ ra khu vực chỗ nhà xe kết hợp với cửa sổ và màn rèm, có máy lạnh sáp một ngựa, dưới nền thì được ốp gạch 80. Căn biệt thự mini này thì thiết kế rất đẹp, ngang 8 sâu vào 14m và diện tích xây dựng căn nhà là 8 sâu 10. Còn 4m bên ngoài thì quý vị đậu xe hơi, xe máy và làm nhà đậu xe. Chúng ta đang đến với không gian phòng ăn này. Phòng ăn thì quý vị sẽ có không gian vệ sinh dưới cầu thang và cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng đen kết hợp với tay vịn gỗ căm xe lan can bằng sắt. Dưới cầu thang đây thì chúng ta sẽ có không gian vệ sinh và lên trên lầu thì quý vị sẽ cùng em đến với không gian của phòng ngủ nhá. Phòng ngủ số 3, 4 và 5. Căn nhà này có tới 5 phòng và quý vị sẽ cùng em di chuyển lên trên lầu. Không gian hành lang cầu thang này thì quý vị sẽ có tủ kệ và dàn đèn chiếu sáng và chúng ta sẽ cùng tiến lên không gian kiến trúc thiết kế các phòng ngủ. Ở trên đây thì quý vị sẽ có một không gian phòng khách và hai phòng ngủ ở khu vực lầu 1 nhé. Chúng ta sẽ vào không gian phòng khách này. Phòng khách thì sẽ có sofa, tủ kệ tivi, màn hình tivi và bàn kết hợp với cửa ra khu ban công. Bên ngoài thì có đèn trần, đèn led rất là đẹp. Chúng ta đang đến với không gian phòng khách của căn nhà nha quý vị. Phòng khách đây rất rộng nha. Phòng khách thì bên ngoài có ban công này, có trồng cây xanh bên ngoài nha mọi người. Nhà 5 phòng ngủ, một phòng ngủ dưới trệt dành cho người già. Và chúng ta đang đến với không gian phòng khách của căn nhà. Phòng khách trên khu vực tầng 1 và hai phòng ngủ. Phòng khách này thì đầy đủ trang thiết bị nội thất và hai phòng ngủ này thì chưa có nội thất quý vị. Chúng ta sẽ có màn rèm và có máy lạnh cũng như là có cửa ra khu vực mặt tiền chính. Trần thì tương đối cao. Bên trên có đèn chiếu sáng và đèn led. Mỗi phòng ngủ đều có một vệ sinh trong. Nhà mình thì có tổng cộng là 6 phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Và qua đây sẽ là không gian phòng số 3 này. Phòng số 3 có căn nhà này. Phòng số 3 này thì cũng có quạt gió, máy lạnh và vệ sinh. Ta đang đến với không gian phòng số 3. Cái lầu 1 này thì quý vị sẽ có hai phòng ngủ và một không gian phòng khách, có nội thất cơ bản tặng kèm và nhà thì thiết kế rất là đẹp theo mẫu kiến trúc biệt thự mini, nằm trên trục chính Phạm Văn Chiêu.
thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta sẽ cùng tiến lên trên tham quan không gian phòng ngủ số 4 và 5 cũng như là không gian của phòng thờ nhé. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ này, phòng thờ đây, chúng ta sẽ có không gian phòng thờ này. Quý vị nào đang có nhà, tìm nhà có phòng ngủ dưới trệt dành cho người già thì căn này là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đây là không gian phòng số 4. Phòng số 4 thì cũng có khu vực gắn máy lạnh, có cửa sổ ra khu vực mặt tiền chính và có vệ sinh trong. Đây là không gian cái phòng số 4 nhé. Phòng vệ sinh thì vẫn có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và kính soi đèn LED. Và qua đây sẽ là không gian phòng số 5. Phòng số 5 ở căn nhà này quý vị. Và giá bán chủ nhà đang chào bán căn này là 7 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng hướng Đông Bắc. Quý vị có bác quan tâm đến căn biệt thự mini ngang 8 sâu vào 14m, xây dựng 4m 8 x 10, hãy alo về cho em Hùng theo số hotline 0918 178 647. Căn nhà biệt thự mini có nhà đậu xe riêng biệt và thiết kế rất là đẹp, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và căn nhà phố nằm trên trục đường chính Phạm Văn Chiêu, ngay sát với công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Đông Tây, kể bên siêu thị MH2 nhé. Và quý vị cô chú quan tâm căn này, căn biệt thự máy Thái có gara xe hơi riêng thì hãy gọi về cho Hùng để đến tham quan và sử dụng ngay. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.